Đập tràng nè. Đập tràng thơm thơm nha. Tôm nhiều dữ lắm á. Mình sẽ bắt mương nào đây? Hôm nay cho đi mấy tôm đi, mấy mương hả tiền? Mương nào cả mình bắt trước đi. Mới rút bọng ra các bạn. Rồi. Không có bắt được tôm thì mua tôm à. Năm rồi con nói là thà. Ủa sao ăn tôm mình là nhiều quá sẽ bị ải chỉa. Mua một liều thuốc ải chỉa có mười mấy ngàn tôm tới mấy trăm ngàn. Thôi để con ăn tôm. Trời ơi. Chỗ nào không biết đường cũng chốn không bắt ra. Nơi khúc này còn nước quá trời. Bây giờ mình đi quần á nó đi. Nước gì bắt cá lóc cũng hơi đuối. Cái này nó. Trời ơi. Vô lấy sò thì có tôm chạy vô lấy sò. Hay quá, tiền ơi tiền trao không dính con gì hết trơn, có tội á. Rồi, ta cũng đủ con tôm rồi nè. Cũng hên thôi. Hên. Bây giờ mình dành mình đi trước. Để đó đi. Ôi, cá bóng luôn. Dạ. Hả? Hãy sao giùm con. Đây. À, lòng con tôm, một con tôm ta sẽ bắt đây. Khừa, 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 khừa. Nghe Long ơi. Chị Quý ơi, hãy lên dậy chị Quý. Đó, 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 đó. Con cá ông ta không học nè. Lôi rồi. Hãy lên đi. Wow. Wow, wow. Dạ. Yên tâm chi cha. Tên tên nè. Trời ơi. À, coi hai đứa nó nhau với tiền. Nè, muốn tốt nha. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi, lòng tôm quá trời lòng tôm. Nè, đúng, 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 đúng. Mình cũng được con chứ. Rồi. Hãy lên. Hãy lên làm gì vậy? Hãy lên để xuống. Trời ơi, ở đây cũng có cái xô. Không, nó khoái lấy xô đó. Nó bỏ vô xô nó mà. Ờ, lòng tao bự á. Ờ, nó bự như tôi luôn. Quá tớn rồi. Ôi, con tôm, con tôm. Trời ơi. Trời ơi. Tiền hết chưa tiền? Trời ơi. Trời ơi. Thôi con tôm. Con tôm uống chung luôn á. Cái rổ này. Kìa, dành rồi. Ui da, ui da. Thôi, chết một cái, con tôm hai lòng tôm luôn. Trời ơi, lòng tôm quá tà luôn tiền ơi. Đây, đây, tiền có bỏ cái xô của tôi. Không cho bỏ cái xô dưới đây luôn nè. Thầm thầm thôi. Quá tà luôn. Cái này, này tôm tinh dâm nữa tiền ơi. Thôi, thôi. Mẹ. Ôi, chỗ này, chán, nó ôi, 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 ôi,
Ủa, nó ủng rảnh quá. Cái con này người ta bắt tôm mà nó không la, nó quay nó bắt cái đồng tông hả, la nhau đi trơn rồi. Đây nè, tôi thấy con tôm thiệt nè, con này không phải con tôm. Rồi đó trời ơi. Được không? Ê, rồi nó nhảy rồi. Trời ơi, con này nó nhanh dữ ta. Mẹ, thả con đi, con cá kìa. Nè, cá bóng trăng nữa nè. Trời, cá bóng trăng đụng nó, cái này nó chết rồi. Bởi vì nó nằm im ru nãy giờ nó đâu có nhảy. Tinh, đó, đó. Ha, con tôm cuối sảy á. Thôi. Này, tôm lóng không hay gì tiền ơi? Tôm lóng không? Rồi. Rồi. Ha, ta khinh. Trời ơi! Tôm lột rồi. Không phải vậy là không phải. Lột mà nó mềm hay là. Nó mềm nè. Cái nó mềm nè. Tôm lột mà nó mềm. Không có. Cái này mới lột rồi. Mới lột không nhé. Phải con tôm đó không? Dạ, con tôm mới tưởng thành nè. Trời ơi, tôm bự nè tiền ơi. Đây nè. Bắt được rồi. Trời ơi. Tú mà. Nó để tú giải quyết hết chưa? Thôi được rồi nha. Ủa này quá tàu đồng tông rồi đó. Tôi giấc coi. Trời ơi. Quá tàu đồng tông luôn. Ôi tiền xả nước thôi. Đó vô rồi nè. Ôi con tôm. Ôi trời ơi. Ui da. Trời ơi. Trời ơi con sót hai con dưới đây nè. Thả nước nghe nó bú lên. Trời ơi. Nó đâm đau tay quá. Ôi rồi. Trời ơi. 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 Trời làm đâu? Ba quân. Ơi. Thôi muốn luôn, muốn luôn. Nó đeo chân mình luôn. Ơi con tôm kìa nó thật. Wow. Con tôm này mình biết rồi nè. Ơi. Muốn luôn kìa. Nè bỏ vô cho đi. Nhảy anh. Nhảy xuống đi. Em lóc bù chán nè. Wow. Ồ có lý. Ha, được rồi, có được rồi, đừng có lý. Ba mình tin lý bạn. Ê! Này chắc bỏ cây vô gì á, cái gì vô á tiền ơi, chứ để nó nhảy phóng rồi tiền. Ờ, cái hồng tông nổi bụng luôn rồi nè. Nãy được á. Trời đất ơi. Dọn qua cái củi nè, nặng hồi bắt nó dễ cây bắt luôn. Ôi. Ở đây nè, đây. Ủa kìa, ủa kìa. Hám gì thấy không? Thôi. Đây nữa nè. Đây nè, tôi thấy rồi, tôi thấy rồi. Ôi, ráng chụp đường con. Đây. Trời ơi, tâm văn quá trời luôn. Người này cao, ôi, tâm bự không? Tâm văn nữa. Ôi ơi, cái vàng là cái đâu kìa. Ôi nó tiền. Ui da. Cá trúng luôn. Đá trúng luôn. Đó. Ba Quân lại nè. Cái mê luôn á. Tôm mà đá mà trúng luôn đó. Ôi nè, có không? Ở đây tôm đó nè. Ừ, bắt đi. Máy đi không kịp tôi ơi. Thôi để đây đi, hồi đi em về nhà đi, hồi mình sổ gan lượt. Trời ơi. Thôi tôi mệt lắm. Trời ơi. Kìa, nó hượt kìa. Vậy tôi bỏ con Tú rồi các bạn. Tôi bỏ Tú rồi, theo tiền rồi. Quý, em hượt hả?
Trời ơi, quá tài luôn. Phải nó đổ lên đây. Giờ bắt đầu bắt lòng tông chắc hết tôm rồi ạ. Không đi được. Thôi thằng thằng gì? Thằng Quân, Quân ở trảnh kìa. Có không Quân? Trời ơi. Bắt tôm không mà bỏ cái lòng tông hết trơn à. Không, lòng tông hồi đi lại sao mình quằn tôm tức đi. Cái tiền. Thùng nữa rồi trời. Thùng đây nè. Còn nữa đó Út ơi. Đây 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 nè. Wow wow. Wow. Ủa đâu rồi Quân? Đây. Nó chưa có, nó còn. Kìa. Nó còn mạnh. Kìa rồi bắt lên cục bột. Có không? Trời ơi, hú hồn. Từ từ, quậy cho tôi. Đây dưới chân nữa nè. Trời, dưới chân ló gâu chứ không dọn đâu. Lo cũng tiện lắm, không cá lóc. Mời cá lóc hơn tôm rồi. Thiệt không? Kìa, kìa, tới mà tiền. Kìa. Nè, nó bò kìa. Trời ơi. Cá nó gỗ. Đây. Bốn mấy lần chục ký luôn. Tôm đâu ạ? Dạ. Đổ lên nè. Con ếch này bốn mấy lần chục ký nè. Con ếch này sáu mấy chứ. Quân này nó mua mão rồi, mua bậy rồi. Nó xuống cái gốc cây gặm cá nó chạy ra. Ủa lòng tăng bự quá. Quậy. Đây nữa nè. Cạn vậy mà bắt con cá lóc được là kỳ lắm. Đừng để người ta vừa biết mình là bao nhiêu nghe tiền. Không vậy là ăn cặp hay gì? Đây. Lòng tông bự kìa. Trời nó bự bằng mình luôn á. Trời đất ơi. Nó chuối à. Này anh Linh. Có nói thành thử mò không có chuẩn bị. Không có nói còn gì để nói bà nội. Là phải có lóc không trời hay có còn cái bóng đó. Linh giả cho mò thấy bà luôn. Cứ dính cây lên con. Ra. Nữa. Lòng tông nó bỏ luôn, bắt tôm không à. Quân nó mò đây họ không dính cá lóc có không có tiền. Có không bắt tao đứng đây mò trời. Có rồi sao đi mất tiêu vậy? Ôi trời tôm. Phải không? Trời ơi. Chua nó rút lông lóng luôn Quân. Nhìn cái đầu mương nó có cá lóc á. Trời mới xảy kìa. Dạ anh bắt á. Xảy khúc nào? Đây nè. Anh dạ anh á. Mò cái lóc nó chạy mất xác rồi. À. Đại ca xuống tay. Cười kìa. Không cười rồi xuống bắt đó. Khúc nào đâu? Này nè ngay Tú đang đứng á. Phải không? À. Đây. Rồi, hay quá. Nè, nó chạy nữa rồi. Thấy rồi nha. Ta có rồi, nó chạy mất nữa rồi. Nó giận. Thấy nó có dáng luôn á, bằng con nãy à. Rồi, mất nữa anh ơi. Không trốn quần luôn. Nó giọng cười đi như hỏi bơi chị chính á. Đâu rồi lấy gì đựng. Bỏ túi quần đi. Không nổi. Em chết. Em sao mày. Cái gì chị Tôm? Tôi đây chị Thương. À nghe nó vô đây chị Tôm không biết đường đâu trả lời à. Tôi đây chị Thương. Trời ơi hai con sao bắt. Chị Tôm. Đây còn con nữa. Chị. Ôi. Trời ơi. Ôi.
Làm gì? Em bắt tàng là lòng tông không vậy em? Tụi ơi, tụi đây tôi bắt được con tôm. Nãy có sẵn tôm này là hai con bắt được con còn. Lòng tông nè. Lòng tông nè, lòng tông nè, hồ nước lớn lên thấy cha luôn. Này lòng tông nhiều quá. Không, đuôi không thấy. Thầy cái lót à. Thấy không? Thầy ơi. Trời ơi. Trời ơi. Bắt được cái lót. Trời ơi. Cái lót này bự vậy anh? Cái lót bự hơn. Lấy đầu kéo lại đi. Trời ơi, đi một đùi không ai bắt được. Thôi, em bự luôn. Vậy sẵn con mình bự luôn. Sẵn con kia. Sau đây đi xuống dưới em bắt con. Rồi, rồi, đi lên đi bà ơi. Những cái hai con à, mương này nó bắt con mương này nó gì anh? Nãy mương này hả? Ở vậy là ăn cặp rồi. Chỗ đó nãy giờ mình lỡ đó nãy giờ. Trời ơi, ai ăn cặp bụp đó là gì anh? Cái dấu giò nè. Trời ơi. Này ai nặng nhất không bao giờ cái dấu giò đó đó. Chết cha là cái lóc này. Đây nè các bạn. Ui. Rồi. Đây đây em trốn đây nè các bạn ơi. Nè. Ui. Rồi. Mất nó rồi. Hay ta. Đây 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 đây. Chạy đâu trò thoát. Rồi sao rồi Tú? Mê mồi gì vậy? Mê lòng tông hả? Nãy giờ ai bắt được gì là lên ăn đó. Lòng tông ăn lòng tông không hả? Chứ sao đã nói rồi. Đâu nè. Chứ tôm giờ đâu còn đâu bắt. Còn ngoài đó có nào có tôm không tìm? Có chứ. Đuối hả? Thôi vô. Năm nay là năm con heo. Mà gặp Túm con khỉ. Nó bỏ bơ bơ đi vô. Giờ đổ này ra thử coi. Nè, lộn vậy rồi không lộn được nữa làm sao. Dẹp máu đi ăn, trời ơi. Khổ ghê vậy. Con ai dính tình chứ. Này của Túm bác. Trời ơi, đổi thừa nữa. Chưa. Rồi ai bắt được ăn nó nha. Chết mẹ rồi, nãy giờ cũng không bắt được gì, bắt mấy con tôm à. Sao tiền? Bắt mấy con, bạn mấy con đó thôi. Nè. Thôi ta em vô này. Cho người bắt. Đây 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 đây. Nó có cặp luôn nguyên cái. À, ơi lọc cam cái lọc ngu kìa. Tao lọc trên cuốn, tao lọc xuống. Tiền. Trời ơi. Năm nay là năm năm quý tỷ chứ. Ý năm nay là năm tỷ. Quý hại. Năm tỷ. Năm tỷ. Có chủ cũng cạp kìa. Ôi con cá cũng vừa nằm kìa. Kìa thấy không? Đó. Xuống nữa. Đây nè đó. Đó nằm đó. Cuối cùng cũng ăn được cái cam. Tài nãy bóc đâu giờ? Không có tài nào sạch trơn. Phút mẻ con trai vô chứ không nào sạch á. Ăn xin nửa trái. Như đây lòng tông luôn các bạn ơi. Nãy giờ rộng, rộng mà giờ bắt ra. Wow. Con này đã không? Đã. Xanh mướt mướt luôn. Ông quên chưa chụp hình rồi đi nhảy xuống mương rồi. Xuống mương luôn, xuống mương luôn. Ôi ơi, rộng cái. Vậy nó mới ta mới biết còn sống. Đó các bạn, lên nãy mình rộng, người ta rộng với mương, con này rộng trong thạp luôn các bạn. Chiên bột nha, đi con gái đi mua bột kìa, chiên bột á. Chiên bột hả? Ừ, chiên bột khá mắc cách chiên quấn. Con bạn bà chết không tiền? Tại 2kg á. Đâu thế dữ hả? 3kg tiền ơi. Quá trời luôn. Trời ơi, làm sạch giải luôn các bạn ơi. Giang Bến Tre uống nước dừa nó ngọt ơi. Có, trời ơi, đừng nói Giang Bến Tre ra cho thành phố gì. Không có gì kêu, gì kêu. Gì kêu, đeo ca, đeo vỏ rồi mà đã rồi. Rồi làm luôn á. Vừa sao anh? Vị nó sao nó tiếng anh? Nó tiếng Anh rồi. Very good. Ừ. Hello. Hello. Đây, đây chính đống cho bên ta.
ăn uống nào con cái. Bánh tèo. Sáng giờ mình mò được có 100 ký tôm rồi các bạn. Ghê không? Chưa trừ ký nào nha. Chưa trừ rổ. Wow. Các bạn thấy gì chưa? Mình nấu nãy giờ 3 tiếng đồng hồ rồi đó. Cái tao muốn cho nó ráo đi rồi mình chiên. Tôm rửa nước dừa hả Tiền? Ê, giờ giờ muốn tôm tôm sạch mình rửa gì biết không Tiền? Lấy xà bông mà bỏ vô cho rửa Tiền. Đâu có, mình chặt nước dừa mình rửa luôn hả? Bánh tre mình tắm nước dừa nó đâu không thấy à? Thôi bà nội tắm nước tàn là hèn khai mà này cái gì? Lông ban không à bà? Còn quăng lụ đạn không? Có hết tiền đi mua bột về đó các bạn. À. Ba đồng chép Việt Nam. Đó, vô đây xin được biết. Xin biết là xăng táo lột quần yếu quá cả. Xăng quần. Tất cả chúng ta đi áo lột. Tất cả chúng ta là thầy phụ thôi. Mình nói lộn. Còn cái nước đủ chưa hả uống? Rồi chưa nè, xong rồi nè. Rồi giờ chế chút đi cho chị nó. Chế nước đi em quậy cho. Tôm chuẩn bị nó nhảy nha các bạn. Nó nhảy tôm phon nè. Đó nó ngoe ngoe. Rồi đại đại tiệc nó thử vô tận hết rồi. Thể nghe là chị Tiền. Nhúng lần có 1 con à. Thôi có mày làm sao mà có 1 con tao gửi về cho đại đồng ý hết rồi. Đó. Nóng mất quậy ơi. À. Vừa thổi vừa ăn đây, ba kê. Em nói vậy xong rồi đến 2 giờ nữa, bắt tao thêm 2 giờ rồi nữa. Thì để tao đụng nó mới chịu. Lúc mà tôm chín là Quân đã xuất hiện nha các bạn. À, Khưng xuất hiện luôn. Quân xuất hiện xong rồi Quân sách này là Quân sẽ ra mua một dĩ thuốc. Mua rồi à. Quân mua rồi luôn các bạn ơi. Thuốc chống táo rượt. Chống máu phải không? Tiền vô Tiền ơi. Vô Quý. Nè, mày uống chứ. Đi xem hả? Mày uống với mẹ nè. Mày uống với tao nè. Qua đây bỏ rồi cơm qua. Mày uống rượu mà. Để mày rớt cây đi. Quý xuống đi. Bữa cơm gia đình phải không? Dạ. Ơi, ông thấy này uống. Hừ. Bữa nào tao phải làm chiến phiếu liên về đây á, ở lại một đêm. Trời ơi. Cảm ơn mẹ nha. Hứa được không? Quá xích lịch nữa. Không phải, vấn đề là không phải là hứa. Là vấn đề là phải đi giữ em bé để dành tiền đi mướn xe. Quê chị má luôn nghỉ má 2 năm rồi 3 năm rồi má ơi. Chị, quê chị Quảng Ninh phải không? Dạ, không, gần hơn đó nữa. Bên kế lò thang. Vô ăn thôi ơi. Trời ơi, hái một ngót kìa, hái gì kìa. Ngọt cực kỳ, về nấu canh. Canh tép nữa chết luôn. Cái này như vậy chấm nước mắm á. À đúng, ê, gói lá cắt. Tạc sáng lá cắt kìa. À, gói lá cắt. À, gói lá cắt, cuốn ăn. Ăn đi hai nách anh hồi giật. Chụp cái này nè. Đó, buồn ớt. Ồ, cái này mới đã nè. À. Sạch nè. Đúng rồi, lấy đi, ta lấy rồi, lấy một con mày á. Nè. Tiền. Bỏ cơm hồi lên xe ra lên tảnh thành siêu thị luôn á. Đúng rồi. Ăn đi rồi hồi nếu mà chụp. Lấy tảnh để ngồi lên vô chạy. Tỷ lệ ung thư của nước Việt Nam mình cao. Nước Việt Nam mình là tỷ lệ người ung thư cao. 2 3 năm nay em mà đi vô bệnh viện ung thư em thấy là kinh hoàng. Cao nhất thế giới á. Em biết sao? Dân mình giết mình là do ăn gì? Má đồ độc á. Đồ của mình á, thay vì vậy là đồ hiêm nhập, đồ Trung Quốc. Của anh Hồ Cam Đào hả? Không nhớ mà. À nhịn. Trời ơi mày làm như mập. Trời ơi. Ồ ăn này không có mập. Mới có la ra. Tao mới tìm cãi 20-30 lần nó mới được ốm vậy. Tao thiệt tình lắm. Chị, có quà nữa nè. Cái gì? Đó. Ngại không? Lần sau đi, lần sau về cho chị bắt tôm ha. Còn không có chở luôn cái vậy của bà. Nhưng mà tôi có cái xe à. Để lấy dây cột. Bây giờ mình chuẩn bị mình vô muối rồi mình ăn củ lùng nha quý vị. Nửa tiếng nữa mới ăn được á. Trời ơi. Nó hơi bị tiêu lắm chút xíu. Bữa nào cho qua bển Hoàng ơi. Ok. Nha. Cần Thơ à? Đi quảnh mấy ngày nói nghe coi. Ở quận Long Môn á. Đâu mà mấy ngày chứ vậy? Chị nói qua bển ở mấy ngày mới được. Cho ở mấy ngày. Em biết chị, nhà em rộng mà. Nhà em rộng đó mà. Em rộng, nhà ngoại đó mà. Qua bển ăn ngày nào rồi đuổi Quân đuổi về thôi. Ớ mà cứ đi làm rồi đâu qua được. Thì em làm chị ở nhà. Em chịu em về không thôi là hoặc là em làm ca đêm. À. Ngày em ở nhà. Cái gì bật lửa lên chín chị chín. À con mực.
Giờ con Quý lại đây cũng chín luôn. Em con mực em nó nhỏ chưa bự rồi. Chín luôn. Không mà mực em không có chín. Nhưng mà chị không tin bự, đưa cho con nè. Ta xác nghiệm, ta xác nghiệm. Đưa tay ra chị. Trời, bà đang đưa tay ra chị cho luôn kìa. Đưa đây đưa tay ra chị. Bà đang hôm nay là ta tao túi luôn, khỏi làm gì luôn. Em cho vô cái không biết được ra luôn á. Trời ơi, vậy bà lấy nhỏ á. Rồi, đồ sáng giờ mới được ăn. Ủa, chồng đâu rồi tiền? Có bia, có rượu nè, lót ra nhậu luôn. Thôi bỏ đi anh. Lót bia ra em. Lót bia ra, lấy chị cho. Uống rượu đi. Thôi, mấy mày nó uống rượu thôi mà em không uống bia được. Trời ơi, ai thấy lá cắp rồi trời. Đó, quân á, quân á, quân á. Ai thấy lá cắp gì vậy á? Nghĩ ở đây vừa lá cắp mà nãy em vô tính nấu mà chưa nấu. Vừa lá cắp đi hái vậy trời. Tự thấy lật ra không? Ăn. Tại biết ăn tự nhiên nha. Trời ơi, đại nó tự nhiên cái là hết luôn á. Ứng nhiêu tuổi rồi? 26. 27. Nhiêu tuổi nhưng con hổ quân. Gà hả? Nó con tuổi. Nói được rồi, về Cần Thơ luôn đi. Trời ơi, gì vậy? Mọi người ơi, đang phải chương trình mấy mối nha. Giờ ăn nha. Quá trớn rồi ha. Với gái đến hàng gì cho đứa ngon. Đúng rồi đó. Bước luôn đi. Có ngày bà đặt từ chỗ mười mốt mà hai đứa mà có rụt rịch rụt rịch gì ha. Mày chết mày nha. Bạn ơi qua đó có chủ rồi nha bạn. Mình trà cái nó nấu sẵn. Bán ăn. Bán chùm chùm á phải không? Đồ rách họ vậy. Trời ơi. Nó sợ chứ nó có vẻ rồi vậy. Họ nó ra vậy. Họ cứ đừng hỏi chúng ta thử luôn đi. Cái gì cũng hỏi cái đồ đất rồi ai cho em biết anh thử rồi. Em biết nó lại gì sao anh ăn thử rồi. Như gì chính có à, xin gì chính hay gần. Ăn đi để ngồi về nó cũng thôi chứ. Ấy xin anh chị, xin khéo luôn. Thiệt luôn. Cầm hậu đâu đó rồi, đúng rồi. Nghe tụi em là gì nhiều không? Có. Nấu kia. Một con nấu rồi. Rồi, tính giờ nãy tính tính cho anh Hằng đọc giờ nói chuyện thấy ghét quá. Cho hết nguyên nồi phải không? Cho hết nguyên nồi luôn. Ngon ghê vậy. Nó bắt lòng tâm không? Ngày con ăn không đỡ. Chỉ thích nhỏ nhỏ thì dài dài vậy hả? Chỉ thích cũng thích thì nó cũng phải nhỏ rồi. Nó dặn lột với đít lột lên. Với đít nó mới chạy. Vậy là cái gì cũng lột đít lột lên. Cái gì chính không nấu dù cái tôm cái kia mà lột chứa lột lột đít lột lên em lột được em biết sợ á sao lột em ê bị được chứ sao lột sao nó kém gái mấy nữa lột chân lột lên đó mấy đây chưa có gia đình nha chị ủa gì hả có mấy đứa trẻ xin lỗi nha mấy đứa có gì cháu học nghe học nấu học cho chị chết chị dạy cho ôi giờ ta mình hoa bụng nó ghê cũng không mà mùa mắt cắn mùa mắt leo mùa mắt leo nếu mà mình cãi chạy luôn ha tụi tắm thật mà chơi đi lại cũng không thôi vậy cũng rồi vậy không không vậy hỏi cũng không cãi gì dính sẵn để tôi coi nhé ngồi luôn đây chị coi bụng vô lấy nước mắt ngoại té nó chuyển qua nước mắt. Ê như hồi nãy thì đó em lấy mắm kẹp vô đó. Nghe mùi mắm hỏi sao? Nghe mùi mắm đâu nghe mùi nước lo nát. Không không không. Nhỏ thôi thì biết là đủ là đủ chậm. Thử coi nó lạc cỡ nào. Chúng ta thử nó lạc. Lạc lắm hả? Không. Nhỏ. Cho mày đi. Mày đưa. Bắt mẹ nó đi mập á. Con cái đó nhỏ hơi nhỏ. Cắt cho mình ra. Bự cho bá vậy. Ơi. Chị ăn nhỏ quen rồi. Phải đau bụng lắm mà. Để ăn bự lại đi. Lâu lâu thử bự quá nhờ sao. Em chết luôn. Vậy giờ chưa ăn bự. Cái này vừa tay nè. Vừa tay. Thôi nói sợ luôn. Trễ này có rau con dừa lắm. Dài ngon quá. Nó ngọt mà. Dài ngon kìa. Đường đừng ăn ngọt quá. Thôi đừng cắt nữa. Đi ra đường là người ta đuổi. Đừng cắt nữa. Mà đem về. Có chị em đem qua chợ chị em bán. Đừng nói nữa. Trời em. Trời ơi. Trời ơi. Đem nhựa đó lại. Nó nghĩ sao mà nó đưa bốn người. Rồi. Rồi. Rồi còn sống. Chính xác. Nhả đặc biệt. Rồi. Nhỏ lại mới được. Trời ơi. Nó biết tôi nhỏ vậy hả? Dài.